Anh chị em có nên vay mượn tiền để cho con cái đi du học hay không? Hello. Xin chào anh chị em, hôm nay mọi người khỏe không? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ chủ đề ở Việt Nam á, anh chị em có nên vay mượn tiền để cho con cái đi du học hay không? Như các bạn biết á, là có rất là nhiều anh chị và đặc biệt ở những cái vùng Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, những cái vùng xung quanh cái khu vực đó đó. Ở ngoài đó mình có nghe một cái phóng sự và mấy bạn ở vùng đó là người ta suy nghĩ, mình không biết tại sao mà người ta lại suy nghĩ là người ta đi vay đi mượn cho con cái của họ mà không phải đi du học mà là cho con cái của họ đi gọi là vượt biên mà trái phép đó các bạn, là nghĩa là đi du lịch qua nước nước Anh, nước Pháp rồi này nọ, qua Pháp đi rồi sau đó là cho mấy đứa con đó đi xuyên rừng rồi trốn ở dưới cái gầm xe nữa, hoặc là nhốt ở trong cái đông lạnh đó các bạn, để mà đi qua bên những nước như Anh để làm có mức tiền lương cao hơn các bạn. Thì mình không hiểu tại sao là người ta không có bỏ tiền ra để cho đầu tư tiền cho con cái đi qua bên này, hay là những nước như Úc, Mỹ, Canada để cho con cái đi học hành đàng hoàng nè. Bạn nói học hành đàng hoàng là nó được giáo dục nè, và nó được học văn hóa của người ta, đi vô trường thầy cô cũng dạy đàng hoàng, có bằng cấp đàng hoàng, được đi học, học về văn hóa, học về rồi có bằng cấp rồi đi làm trong những ngành đó thì có kinh nghiệm việc làm rồi sau đó được ở lại nữa. Tại sao người ta không nghĩ vậy mà lại người ta nghĩ là thôi tôi bỏ tiền ra tôi vay tôi mượn cho con cái cũng bấy nhiêu tiền thôi à? Có những người bỏ vài trăm triệu, có những người bỏ cả tỷ mấy rồi cho con cái đi qua bên mấy cái nước châu Âu á, rồi sau đó trốn ở lại, và nhiều khi rất là nguy hiểm. Nếu mà lọt á thì họ cũng phải đi cày đi làm rồi phải gửi tiền về cho cha mẹ đúng không, rồi trả nợ. Nhưng mà có những người không may bỏ mạng nơi xứ người rồi sao các bạn, rồi ba mẹ phải tốn rất là nhiều tiền để đi qua những cái nước đó, hoặc là nhờ người đưa cái đó về Việt Nam nữa. Nếu mà các bạn thấy cái video này hữu ích á, các bạn giúp mình share lại cho những cái người nào ở cái khu vực nào mà người ta khó khăn, hoặc là những cái người nào có ý định mà cho con cái mà đi mà để trốn ở lại để mà làm giấy tờ lậu, hoặc là làm mấy cái chuyện mà dễ dẫn đến người nhiều khi tốn rất nhiều tiền, dẫn đến người con của chính bản thân những cái người đó nữa các bạn. Đưa vô mấy đứa trẻ nó đã không biết rồi, những người lớn mà không biết để mà nói cho nó, dạy cho nó để mà nó khôn lên thì đó là lỗi của người lớn thật sự luôn các bạn. Mấy đứa 20 mấy tuổi nhiều khi nó không có biết gì đó, nó không có biết cái sự nguy hiểm của cái sự vượt biên rồi trốn ở trong cái những cái thùng đông lạnh như thế nào. Tại sao mà phụ huynh lại bỏ ra rất là nhiều tiền trong khi đó không có tiền phải đi vay đi mượn, cũng dùng cái số tiền đó cho con cái đi học tiếng Anh đàng hoàng, đi học tiếng Anh bên mình dạy có 10 mấy triệu à, học tiếng Anh đàng hoàng luôn, từ mất căn bản tới lúc mà dạy mà biết tiếng Anh đó, ráng học tiếng Anh cho nó đàng hoàng, sau đó là đi học cho nó đàng hoàng, nó học đàng hoàng mình trở thành một người đàng hoàng, rồi sau đó là mình đi đi làm việc đàng hoàng, mình ngửa mặt với đời, mình đi làm bằng chính sức lực của mình, làm bằng chính sức lao động của mình vươn lên bằng cái sự chịu khó của mình, bằng cái sự kiên trì của mình, bằng cái những cái mồ hôi và cái nước mắt, hoặc là cái sự lao động của mình. Lao động lúc nào nó cũng vinh quang các bạn. Đi qua bên nước ngoài nếu mọi mọi thứ nó trót lọt hết thì cuối cùng cũng là đi lao động để mà kiếm tiền, chứ không phải đi qua tới đó rồi là có cái ao vàng tới đó mà mọi người cứ hốt vàng, không phải như vậy đâu, phải đi đào vàng đâu đó. Thì mọi người nghĩ là những cái vất vả, những cái người đó, những cái em đó mà phụ huynh gửi mấy cái em đó để đi đi qua đó xong rồi lại trốn chui trốn nhủi vào những cái nơi mà xin việc, thứ nhất là họ đi qua đó là họ không có được chính danh để mà đi lao động, có giấy phép đi lao động bạn được đóng thuế thì cái lương các bạn nó cao, ví dụ ở bên Úc này lương các bạn nó sẽ được 20 mấy đồng một giờ, còn bạn không có giấy tờ là lương của bạn chỉ có 10 mấy đồng một giờ thôi à, có khi người ta trả bạn 10 đồng à, thì bạn phải lao động rất là cực khổ. Bạn cứ suy nghĩ đi, bạn cứ dùng suy nghĩ bình thường của một cái người bình thường mà một cái người không cần phải học cao, bạn thấy nè, có rất là nhiều cái điều nó hại cho cái những cái người mà có cái suy nghĩ như thế này, vừa tốn nhiều tiền và đi đã nguy hiểm cho tính mạng. Ngày xưa cô chú bác đã đi vượt biên rồi đã rất là nguy hiểm, rất là nhiều phần trăm cái người đi vượt biên thành công rất là thấp, chừng khoảng 30-40% hoặc là thấp hơn nữa các bạn. Nếu các bạn đi vay đi mượn cho con cái các bạn học tiếng Anh nè, học tiếng Anh cho nó đàng hoàng rồi xong đó là xin cho nó đi du học nè, rồi có nghề nghiệp đàng hoàng nè, bên này có chủ người ta bảo lãnh, đường đường chính chính đi ra ngoài đường đi làm có tiền mà tiền cao nữa, 20 mấy đồng một giờ, bạn làm một thời gian lên 30 rồi lên 30 mấy 40 đồng một giờ, rồi một giờ làm việc bạn nhân lên đi, mình giờ mình nói ví dụ cho 30 đồng một giờ thôi, bạn làm 8 tiếng thôi nha, 8 nhân cho 3 là 240, 240 mà đô Úc là 10 16 mấy á, 15 mấy 16 cho là 15 thôi, 240 mà nhân cho 15 ngàn Việt Nam là 15 16 ngàn gì đó, làm 1 200 là được khoảng 3 triệu mấy đó các bạn, gần 4 triệu một ngày. Thì bạn đóng tiền học cũng được, tới cái mùa đông hoặc là mùa hè hoặc là lúc bạn nghỉ thì bạn làm nhiều, còn lúc bạn đi học thì bạn nên làm ít lại, làm đủ cái số giờ chính phủ quy định là 24 giờ một tuần thôi, là một tuần đi làm 3 ngày, còn lại 2 3 ngày còn lại là đi học và một ngày để dành cho nghỉ ngơi. Rồi sau đó thì mùa đông mùa hè thì là làm tẹt ga, muốn làm bao nhiêu làm
80 tiếng, 90 tiếng, 100 tiếng một tuần cũng được, không sao, ai nói vậy. Những cái người ở ngoài đó mình không hiểu tại sao, mình mong muốn là bạn nào mà biết được những cái người ngoài đó mà người ta ấy, các bạn gửi video này giúp mình, gửi cho họ để họ coi, để họ đừng có đưa con họ vào con đường tội lỗi, và nhiều khi không phải tội lỗi nữa mà đưa con vào con đường chết luôn á. Cái xác suất đi đó mà thành công rất là ít các bạn. Họ mong muốn trong đầu họ suy nghĩ chỉ có đơn giản là con tôi đi là tôi đổi đời. Được, bà con đừng có tốn tiền để đi, đi mà giống như đi vô chỗ chết vậy, thì đừng có đi. Đi vô chỗ nào mà sống cho tương lai của gia đình. Các bạn cứ suy nghĩ một cái điều đơn giản nè. Mình rất là thương những cái người nào mà người ta ở mấy cái tỉnh mà Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Hà Tĩnh rồi này nọ đó, mấy cái tỉnh đó. Tại vì các bạn biết sao không? Ở mấy cái tỉnh đó người ta khổ quá, người ta đã cực lắm rồi, người ta đã vất vả lắm rồi. Và người ta muốn, mong muốn đổi đời, khát khao của người ta là có và cái quyết tâm của người ta có. Nhưng mà họ không có biết con đường đi thôi. Họ rất là mong muốn để mà đổi đời, mong muốn cho cái cuộc sống họ tốt hơn, nhưng mà họ không biết cái cách. Nó có ba con đường đi: con đường chính đạo, con đường tà đạo và con đường bá đạo, đúng không? Mà họ lại không đi vô con đường chính đạo và họ cũng không đi con đường tà đạo. Tà đạo đây nghĩa là mình nói là đi theo cái kiểu mà làm giấy tờ giả, kết hôn giả đồ này nọ đó, là họ không đi đường này. Và họ cũng không đi con đường chính đạo, là đi đường chính chính là đi du học hay là đi có công ăn việc làm, đi qua đây định cư theo dạng tay nghề. Mà họ đi đường bá đạo. Đường bá đạo có nghĩa là đi theo cái đường mà vòng rồi đổi từ du lịch rồi qua tị nạn rồi xong rồi đi, mà dễ chết lắm. Cái đường bá đạo này dễ chết lắm, các bạn nhớ nha. Khi mà bạn làm sai như vậy á, không phải một mình bạn sai đâu, và những cái bạn bè quốc tế khác, những cái nước Anh, nước Mỹ, nước Pháp, hoặc ngay cả những nước Lào, Campuchia, những nước Singapore rồi nó nhìn vô, hoặc là nước Nhật, nước Hàn, nó nhìn vô nó nói ủa người Việt Nam mình toàn là làm những cái việc sai không à, trốn ở lại nè, đi ăn cắp ăn trộm ở Nhật nè, ăn cắp đồ của Uniqlo, rồi ở mấy cái mà khách sạn ở bên Nhật đi ăn cắp mấy cái khăn trong mấy cái khách sạn đồ này nọ của người ta chi vậy, rồi xong ở mấy cái nước kia thì trốn ở lại hoặc là đi làm bất hợp pháp. Và khi người ta đưa ra cái thông báo là không phục vụ người Việt nữa, người Việt đừng có ăn cắp đồ của trong cái khách sạn của tôi, không tiếp người Việt, người ta viết bằng tiếng Việt á, nó nhục lắm các bạn. Người Việt mình có passport đứng coi như dần gần thi chót của thế giới, để các bạn thấy không, đi qua nước nào cũng đi phải xin visa đồ này nọ. Mình hy vọng là những người đó người ta đừng có những cái suy nghĩ đó nữa. Thay vì mình bỏ tiền, mình đầu tư cái tiền đó cho con cái đi học hành cho nó đàng hoàng đi. Thì quay trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay, thì mình muốn chia sẻ với các bạn là có nên cho con cái hay con cháu gì đó, nếu nhà các bạn không đủ tiền, có nên vay mượn người thân. Và nhiều bạn là mình biết vay ngân hàng luôn để mà cho con cái đi du học. Cha mẹ là nên cố gắng để cho con cái các bạn học hành nó đàng hoàng. Đi vay đi mượn, khổ sở đi vay đi mượn tiền rồi thì để cho con cái mình học hành. Nhưng mà trước khi mà các bạn đi vay đi mượn tiền cho con cái học á, thì mình muốn chia sẻ với bạn cái này nha. Trước khi bạn định hướng cho con cái, bạn phải kêu giống như ba mẹ mình hồi xưa làm với mình thôi. Cái cuộc đời mình trải qua như thế nào thì mình chia sẻ lại với bạn y chang như thôi à. Các bạn đừng có tưởng tượng mình là thần thánh phương nào, mình chỉ là một cái người rất là bình thường, nhiều khi mình rất là ngu, rất là dốt nữa kìa. Mình phải tốn nhiều tiền cho những cái bài học của mình rồi, mình không muốn ở ngoài kia có các bạn tốn nhiều tiền. Ngày xưa mình qua đây mình đâu có biết đâu, thì mình phải đi lần mò từng bước. Nhưng bây giờ các bạn qua sau các bạn sướng quá rồi, bạn có mấy phương tiện rồi, giờ thậm chí những các bạn học viên của mình có việc làm từ ngay bên Việt Nam luôn rồi. Qua tới Úc đây là các bạn nhào vô đi làm liền rồi. Quá sướng rồi các bạn thấy không? Những cái năm đầu tiên mình đi du học ở bên này là 16 năm trước á, ba mẹ mình mượn tiền cho mình đi qua đây học luôn á, chứ ba mẹ mình không có đủ tiền cho mình học. Thì ba mẹ mình mới nói với mình nè, nói giờ Tâm nè, bây giờ ba mẹ cho con được đúng một học kỳ. Các bạn lưu lại cái này nha, để các bạn nhớ nha, để các bạn nói với con cái của các bạn trước khi các bạn đi vay đi mượn tiền cho nó. Chứ nếu mà các bạn đi vay đi mượn về rồi đó thì bạn phải đóng tiền lãi, và bạn đi vay đi mượn về rồi á mà nó không chịu học thì cũng chết thôi. Đó, các bạn phải nhớ nè, bạn phải ngồi bạn nói chuyện với lại con cái các bạn trước, phải nói với nó là bây giờ con thật sự muốn đi học không, con thật sự muốn thay đổi cuộc đời của con không. Đó, bạn phải nói chuyện với nó trước. Nếu mà nó kêu là con muốn, bắt đầu nói chuyện nó tiếp nó. Khi mà nó không muốn rồi, cho dù bạn có ép nó, cho dù bạn nó cho nó 1 tỷ, 2 tỷ hay 10 tỷ, nó qua Úc nó vẫn phá như thường. Các bạn phải nói chuyện với con bạn trước. Thứ nhất, bạn phải hỏi nó, quyết định là của nó chứ không phải của bạn. Các bạn đâu đi du học đâu, nó, con các bạn là người đi du học. Phải hỏi nó, con bây giờ có quyết tâm đi Úc không? Hay đi Mỹ, đi Canada, đi nước nào cũng được. Rồi các bạn nói cho nó biết hoàn cảnh của gia đình các bạn. Các bạn mới nói như vậy, hồi xưa ba mẹ mình nói này, gia đình mình không phải là gia đình giàu có, gia đình mình cũng không có khá giả gì. Ba mẹ chỉ lo cho con được một học kỳ thôi. Là có nghĩa là cho con học, ba mẹ đóng tiền cho con một học kỳ. Học kỳ chính thức lúc đó mình học là học kỳ đó là mình học cao đẳng, là ba mẹ mình cho mình khoảng 5.500, mình nhớ 5.500.
và ba mẹ đóng tiền cho con học tiếng Anh trong vòng 3 tháng. Là lúc đó mình đã có bằng tiếng Anh ở bên Việt Nam rồi nha. Rồi sau đó là qua nước mình phải học thêm 3 tháng nữa mới đủ. Tại cái đầu vua nó yêu cầu là tiếng Anh là 5.5, mà mình lúc đó chỉ có 5 chấm thôi. Thì ba mẹ chỉ lo cho con được một học kỳ là 5.500 và 3.000 là học tiếng Anh. Và ba mẹ sẽ cho con thêm 3-4.000 gì đó nữa, mình không nhớ là 3-4.000 gì đó, để mà con làm lộ phí để con đi qua Úc. Và ba mẹ chỉ có bao nhiêu tiền đó thôi nha. Ba mẹ mình lúc đó là đi vay cái số tiền đó các bạn. Có một ít và đi vay một ít. Ba mẹ chỉ có bao nhiêu tiền thôi. Con đi qua bên đó, con mà làm được, rồi con tự lo cho cuộc sống tương lai của con, thì con tiếp tục ở bên Úc. Cái câu chuyện này là ba mẹ mình nói với mình là mười mấy năm trước á, gần 20 năm rồi. Khi mà con không làm được cái điều đó, con vẫn quay về, ba mẹ vẫn có cái chỗ làm việc cho con. Ba mẹ sẽ giao cái công ty của ba mẹ, công ty hồi đó là ba mẹ mình làm nhôm kiếng rồi này nọ, rồi xong đó là làm inox, thì mình cũng phụ ba mẹ mình làm ở công ty, rồi mình cũng cứ có làm ở bên Việt Nam. Thì ba mẹ nói với mình á là nếu mà con mà không chịu khó bên Úc, con không đi tìm việc làm, con không tự lo được cho bản thân, thì con sẽ quay về Việt Nam. Đó, ba mẹ mình nói vậy đó. Chứ ba mẹ không có cho con thêm đồng cắt nào nữa. Đó, các bạn nhớ cái điều này nha. Các bạn phải thẳng thắn với mấy đứa con của các bạn, để cho nó không có ỷ lại. Và cho dù nhà các bạn có tiền đủ đi nữa, thì bạn cũng nói là bạn đi vay đi mượn đâu đó cho mình. Nói là bây giờ ba mẹ sẽ vay cái số tiền này. Và cái nhiệm vụ của con á, hồi xưa là ba mẹ mình không có nói mình là qua bên đó phải trả tiền lãi cho cái số tiền đó. Ba mẹ nói cho mình số tiền này là chỉ có cho bấy nhiêu đó thôi, và không bao giờ cho thêm một cái đồng cắt nào nữa hết. Thì các bạn nhớ là nói cho những đứa con nhà, thứ nhất hỏi nó coi nó có quyết tâm đi không, và thứ hai bạn phải kiểm tra coi sức khỏe của nó, coi nó có đủ khỏe để đi qua nó đi làm việc hay không. Ở Việt Nam phải lo kiếm việc làm cho nó để nó đi làm cho nó quen ha. Cái đứa quyết tâm nó khác, còn cái đứa mà nó không muốn, cho dù bạn đưa cho nó đi qua bên đây làm visa cho nó rồi, nó vẫn không muốn ở đây. Tại ở bên này rất cực. Mình nhắc lại một lần nữa, cuộc sống bên Úc này rất cực, nó không phải như Việt Nam đâu. Hồ một cái có đồ ăn, hồ một cái cũng có, nhưng mà nó rất là mắc. Gọi đồ ăn tới là 20-30 đồng một lần ăn, còn thôi ăn mì gói thôi. Dù cuộc sống Úc nó có buồn thiệt á, nó có khó khăn thiệt á, nhưng mà khi nó vượt qua được rồi là nó rất mạnh mẽ. Tại ở Việt Nam á, bạn nhìn qua xung quanh thấy rất nhiều người Việt, nhìn tới nhìn lui, nhìn lên thì không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì không ai bằng mình, đúng không? Ở Việt Nam là hay có cái chuyện đó. Nhưng mà qua đây á, mình thấy mình thua thiệt họ đó, mình nhìn lên á, thì mình phải cố gắng. Và mình nhìn xuống cũng chẳng có ai mà để mình nhìn xuống hết á. Đó, nên mình phải nhìn lên thôi. Chứ mình nhìn xuống sao, nhìn xuống đi thẳng về Việt Nam chứ sao vậy? Đó, nên các bạn qua Úc là mình thấy là có môi trường tốt để cho mấy bạn trẻ mà để mà rèn luyện á. Các bạn nói cho nó là ba mẹ số tiền này ba mẹ phải vay mượn để mà có. Con muốn đi thì con phải có trách nhiệm với số tiền này. Con đi qua bên đó phải con phải cố gắng làm. Vẫn biết là phải học, nhưng mà ngoài việc học ra con phải lo. Ví dụ các bạn phải cho con cái các bạn biết, trong vòng 3 đến 6 tháng là ba mẹ có thể đóng tiền lãi cho con ở bên Việt Nam. Ba mẹ ráng làm để mà đóng tiền lãi. Nhưng mà sau 6 tháng đó con phải cố gắng, con phải lo. Tại học cao đẳng á các bạn, số tiền nó rất là nhỏ, ít so với học đại học. Như nãy mình nói, học cao đẳng á có khoảng mấy ngàn một học kỳ thôi à. Còn học đại học là tới mười mấy ngàn một học kỳ luôn á. Làm sao mà mấy nhỏ nó chịu nổi. Và học nó rất là khó, học đại học nó rất là khó so với cao đẳng. Tại mình là người mà đã học cao đẳng ở với Úc nè, học đại học ở Úc nè, học cao học ở Úc luôn nè. Mình học qua 3 cấp bậc này rồi, mình biết, mình hiểu. Và mình đã từng học đại học ở Việt Nam rồi, mình mới hiểu. Đó, nên mình muốn chia sẻ với các bạn á. Các bạn phải nói cho con cái các bạn hiểu và nó quyết tâm đi. Đó, thì đó là câu chuyện của mình ha. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người video sau nha. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác, nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.